Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ 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 Tát Quan Thế Âm. Tháng 6 năm Ất Mùi,
nhân lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con thiện nam tín nữ Phật tử vâng tập về chùa Bát Nhã, đường Nở Trăng Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thành tâm thiệt lễ cầu nguyện đêm hội hoa đăng, dâng hương lễ Phật cúng dường thập phương thường trụ tam bảo, chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thần Tăng, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tầm thân cứu khổ nạn linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, chư Tôn Bồ Tát Mai Ha Tát. Nguyện vì nghe bảo đáp bốn ân, ân tam bảo soi đường chỉ lỗi cho chúng con trong cuộc đời. Ân cha mẹ thầy tổ đã sinh thành dưỡng dục cho chúng con nên người. Ân quốc gia xã hội, ân muôn loài chúng sinh đã bảo bọc che chở cho chúng con trong cuộc sống. Hưởng nguyện chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng, thùy từ phóng hào quang chứng minh công đức gia hộ. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đại biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Ta. Tham ai vương ai vô a thượng ai Phật đường lai hà
Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Oh.
mình chúng sanh đại đại xà tế ham thức tương hào quang minh dị tự nghiêm chúng đẳng chỉ tâm quy mạng lệ nhưng tâm đành lệ nguyện thứ nhất con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống niềm tin và hạnh phúc của mọi người và mọi loài. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tâm đảnh lễ nguyện thứ hai, con xin mở rộng tâm hiểu biết để có thể thấu rõ được gốc rễ khổ đau của mọi người và mọi loài mà tìm cách chuyển hóa và hộ trì. Quan Thế Âm Bồ nhưng tâm đảnh lễ nguyện thứ ba, con xin nguyện từ bỏ những tập khí tham ái giận hờn trách móc phê bình chỉ trích và bạo lực để con có thể vui sống với mọi người và mọi loài. Quan Thế Âm Bồ nhưng tâm đảnh lễ nguyện thứ tư, con xin nguyện cho tự thân và gia đình thân bằng quyến thuộc con và mọi người và mọi loài được an toàn thuận hòa và thảnh thơi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tâm đảnh lễ nguyện thứ năm, con xin nguyện ngồi vững chạy để lắng nghe người thân bạn hữu và người khác nói năng tâm sự, dù cho những lời nói ấy có xúc phạm đến tự ái tự ngã và cá tánh của con. Con nguyện không bao giờ tránh cãi thù ghét và không đối đáp bằng những lời thiếu từ hòa khiếm nhã. Quan Thế. Nhưng tâm đành lễ tiền thứ sáu, con xin nguyện thường xuyên trở về hơi thở tập dừng lại sự suy nghĩ nói năng để lắng nghe tiếng chuông tỉnh thức và mọi âm thanh khác. Con biết rằng mỗi âm thanh đều có mang thông điệp của sự yêu thương và năng lượng tuệ giác màu nhiệm. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tâm đảnh lễ nguyện thứ bảy, con xin nguyện cho người đau chóng lành bền, người già được săn sóc, người miền chúng có đủ yên lành sanh cảnh giới an vui trong sáng, mà vị quốc gia bậc thầy có tình thương và trí tuệ rộng hay lớn.
Quan Thế Hướng tâm đảnh lễ nguyện thứ tám, con xin nguyện cho kẻ đói nghèo được no cơm ấm áo, kẻ tội lỗi sớm biết ăn năn, kẻ tu đầy mau thoát ngục tối, kẻ tàn tật được thân tướng đẹp, kẻ nghiện ngập được tỉnh cơn mê, kẻ sát nhân tử buông khí giới. Quan Thế Âm tâm đảnh lễ nguyện thứ chín, con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm nhận ra từ thân thương yêu bình đẳng của nhau, đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai, đừng ai có vì oán thù ganh tị ích kỷ mà gây khổ đau cho mình. Quan Thế Nhưng tâm đảnh lễ nguyện thứ mười, con xin nguyện cho hành tinh xanh này muôn đời là trái đất sinh tốt, không bị tàn hại ô nhiễm, phương nào nơi nào cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loài dược thảo ngũ cốc hoa trái thơm ngon, để dâng hiến cho con người và muôn loài nó đủ. Những tâm đảnh lễ nguyện thứ 11, con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tụ được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi trí tuệ viên minh, để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hành lành cứu giúp những ai đang bị đọa đày giam hãm trong tâm hành thù và trong các địa ngục tâm tội. Quan Thế Những tâm đảnh lễ nguyện thứ 12, con xin nguyện cho con và mọi người và mọi loài có đầy đủ diệu lực ngàn tay ngàn mắt và tự tài vào ra ba cõi. Chúng con nguyện cùng với các vị Bồ Tát lớn thừa từ sự nghiệp cứu độ chúng sanh như chư Phật đã và đang thực hiện trong mười phương thế giới. Quan Thế Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Cứu Khổ Nạn Linh Khả Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, tổ hôm nay chúng con nghe rằng Phật như vầng trăng mát đi qua trời thải không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Đêm nay, ngày 19 tháng 6,
năm Ất Mùi, Phật lịch 2559. Tại đạo tràng chùa Bát Nhã, nơi bổn tự chúng con và Phật tử gần xa đã hội tụ về đây với niềm hân hoan, dâng hết lòng thành kính hướng về ba ngôi Tam Bảo, thiết lễ hoa đăng, hưởng nguyện mười phương chư Phật tôn pháp, chư hiền thánh tăng từ bi gia hộ, toàn thể đệ tử chúng con được nương nhờ công đức này mà tật bệnh được tiêu trừ, thường được an lành, xá lìa phiền não. Nguyện cầu Phật nhược tăng huy, pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chúng sanh nơi nơi đều được an lạc. Lễ hội hoa đăng đêm nay còn nổi lên tinh thần tục diệm truyền đăng, đem ánh sáng chánh pháp soi khắp muôn nơi, là động lực thúc đẩy khiến chúng con có đủ bi trí dũng, mang tình thương yêu và sự hiểu biết của mình làm lợi ích cho tự thân và cho toàn nhân loại. Kính thưa quý vị, thời khóa trì tụng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Phổ Môn Phẩm và đảnh lễ Ngũ Bạch Hồng Danh từ tối ngày rằm tháng 6 cho đến hôm nay là tự thân đã nói được duyên xưa thờ Phật, nay gần Phật, kiếp trước sùng tăng, hiện gặp tăng. Và đó cũng chính là sự tinh tấn, dũng mãnh, giàu niềm tin với Tam Bảo của quý vị Phật tử. Là cơ hội tốt để nhắc nhở chúng ta hướng về với Đức Phật, hướng về với hình ảnh siêu thoát của Bậc Xuất Trần Thượng Sĩ, với pháp âm thanh lương vi diệu tưới mát của tâm hồn chúng ta. Trải qua 26 thế kỷ, những lời Phật dạy quý báu kia vẫn còn đọng lại trong trái tim của nhân loại. Chính những thông điệp dạt dào tình thương tràn đầy cao cả ấy, như bản trường ca bất tận sáng soi vào tâm khảm con người, đi vào tận cùng ngõ ngách của cuộc đời, làm cho cuộc sống trở nên thăng hoa ý nghĩa. Như năm xưa, vua A Xà Thế trị vì vương quốc La Việt Kỳ đã đến núi Kỳ Sa Quật, nơi bậc đạo sư và thánh chúng đệ tử đang lưu trú để tổ chức đêm hoa đăng hội, hoa đăng cúng dường, với hơn 10.000 ngọn nến sáng cả một phương trời để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Ý nghĩa của lễ hội truyền đăng được hiểu sâu rộng hơn, đó là truyền thống tục diệm truyền đăng của đạo Phật trải qua hàng nhiều thế kỷ. Truyền đăng là đem ánh sáng trí tuệ soi vào vô minh, tức đem ánh sáng chánh pháp soi khắp muôn nơi, là động lực thúc đẩy khiến hành giả có đủ tình thương đi khắp nơi làm lợi ích cho đời. Khi nào ngọn đuốc chánh pháp còn tỏa sáng, đạo Phật sẽ còn mãi mãi trường tồn. Tục diệm truyền đăng cũng chính là thừa hành tiếp nối ánh sáng chánh pháp, kế thừa mạng mạch Phật pháp không cho gián đoạn. Và mỗi người con của Phật chúng ta nên phát hạnh nguyện lời tha, truyền bá rộng khắp chân giáo lý ấy, để mọi người đều thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, đem lại hòa bình và an lạc cho thế giới và cho nhân loại. Cũng ý nghĩa đó, đêm nay đạo tràng chùa Bát Nhã chúng con long trọng cử hành lễ đốt nến dâng hoa, nhất tâm thành kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cho đất nước phồn vinh, gia đình an vui hạnh phúc. Giờ phút thiêng liêng này, phút chốc nữa thôi là quý vị cầm ngọn đèn trên tay, vận hết tâm hồn trên cúng dường mười phương chư Phật, dưới vận từ bi tâm bao la vô ngại hướng về tất cả pháp giới chúng sanh, kẻ còn người mất. Nguyện hằng ánh sáng này sẽ soi tỏ nẻo chánh để quay về. Nguyện rằng hơi ấm này sẽ xua tan đi sự bơ vơ lạnh lẽo nơi chốn mê đồ. Mỗi ngọn nến, ngọn đèn cúng dường chư Phật
là để chuyển hóa mê tâm, chuyển hóa phiền não khổ đau. Mỗi người con Phật chúng ta nên phát nguyện lợi tha, truyền bá rộng khắp chân giáo lý ấy, để mọi người đều thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, đem lại hòa bình an lạc cho thế giới và cho nhân loại. Đằng hoa đã kết sẵn, quý thầy quý Phật tử hãy nhất tâm vô thượng hướng những chúng sanh khổ đau để chia sẻ những pháp cúng dường hôm nay. Giờ đây chúng con xin đeo đầu đảnh lễ đại đức trụ trì từ bi truyền đăng cho chúng con, để ánh sáng được lan tỏa từ bằng Phật xuống bằng chư tôn thiền đức tăng và lan ra cho thập phương. Kính thưa quý vị, đại đức trụ trì đã đón nhận ánh sáng trí tuệ từ bằng Phật. Ánh sáng ấy sẽ từ từ truyền xuống hàng chư tôn thiền đức tăng. Phật tử như một biểu hiện của sự hòa hợp, chánh pháp rạng ngời. Kính thưa quý vị, trên tay quý vị là một ngọn nến, hãy nhận lấy ánh sáng trí tuệ từ quý thầy, hàng sứ giả của Như Lai, đem ánh sáng chân lý tối thượng lan tỏa khắp muôn phương. Và ánh nến ấy đã được truyền sang cho Phật tử. Và cứ thế, ánh sáng trí tuệ cứ tiếp tục truyền đi, truyền đi. Vùng ánh sáng đã dần lan tỏa khắp mọi nơi. Thông qua ánh sáng, những ngọn nến lung linh huyền diệu này, tất cả chúng ta như gửi tròn lời khẩn nguyện lên đấng Đại Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn mẹ hiền linh cảm ứng Quán Thế Âm, người mẹ hiền của bốn loài. Việc làm này như một nghĩa cử chân tình, nhằm nhắc nhở rằng ánh sáng của những ngọn nến kia tuy bé nhỏ nhưng cần phải được duy trì và hiện hữu thường xuyên. Bởi điều đó như là biểu tượng của một nguồn quang minh vô hạn được khởi sinh và lưu xuất trực tiếp từ câu thánh niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi tầm thân cứu khổ cứu nạn mẹ hiền linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Ánh sáng ấy như vô lượng quang mà Đức Thế Tôn vẫn ngày đêm nhiếp hộ chúng sanh trong khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng con xin cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm, cầm ngọn nến trên tay, xin Ngài về đây chứng minh và tiếp tục tiếp sức cho chúng con mạnh dạn dẫn thân bước đi những bước thân chánh niệm. Chúng con cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầm ngọn nến trên tay, xin Ngài gia ân cho nhân loại biết mở trái tim yêu thương
tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống với nhau trong thế giới hòa bình an lạc. Chúng con xin cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, người mẹ hiền, xin Ngài soi rọi từ tâm cho chúng con mỗi người trong nội năng, trong tư tưởng và hành động đều hướng theo từ ái và tôn trọng. Chúng con cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là tình thương chở che cuộc sống, là suối nguồn mát mẻ thiêng liêng. Chúng con xin học theo hạnh nguyện của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc đời. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của người, hạnh phúc của người cũng chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phục sự. Chúng con biết mỗi cái nhìn, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc an lạc cho mọi người. Chúng con cũng biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là nguồn an lạc bất tận cho những người thương yêu chúng con và cho cả muôn loài. Chúng con xin cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là ánh sáng, ánh đốt sáng trong đêm u tối trần gian. Chúng con nguyện học theo hạnh của Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi đâu mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang trấn ngự, để có thể chuyển đến nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng hay bỏ rơi những ai còn đang bị mắc kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai đang bị bưng bít không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con nguyện từ đây sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế nữa. Chúng con cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài là đèn tuệ giác soi tận thẩm thấu thế gian. Chúng con xin nguyện học theo hạnh nguyện của Ngài, biết nhìn lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con tập nhìn mà không phản xét, không phản ứng. Chúng con tập nhìn sâu để thấy và để hiểu mọi gốc rễ có mọi sự khổ đau. Giờ đây ánh sáng tràn ngập khắp nơi trong Đại Hùng Bảo Điện, ánh sáng của đêm hội hoa đăng đang làm ấm lại những tâm hồn hoang lạc. Chúng con, những người còn xa quê hương tam bảo, thiếu tình thương, pháp hữu, huynh đệ, những đứa con thiếu tình thương lớn, hoài bão lớn, được tìm về tổ ấm trong vòng tay yêu thương, quỳ dưới đấng mẹ hiền cao quý. Thắp lên ngọn nến hôm nay, ánh sáng ấy như thắp lên những ngọn nến tâm linh, thắp sáng lên những ngọn nến của chánh niệm và tỉnh giác, để soi sáng chính mình, soi sáng thế nhân và soi sáng vào lòng những đứa con còn lạc bước. Chúng con xin nguyện từ hôm nay sẽ cố gắng trau dồi đạo đức, tập lối sống một đời sống có ý nghĩa. Chúng con nguyện đem những lời dạy cao quý của đạo Phật từ bi đi vào cuộc đời, xóa tan hận thù băng giá. Con đang ngự trị trong mọi ý nghĩ, lời nói hay hành động của mọi chúng con. Những gì chúng con hiểu biết và thực tập về Phật Pháp xin được truyền đến cho những ai hữu duyên bằng tất cả niềm tin kiên cố và tấm lòng tinh khiết nhất.
Kính lại đấng Từ Tôn, dù kiếp sống có mong manh, dù dòng đời có nhiều đau thương nước mắt, nhưng biết sống hết mình và đúng nghĩa, chúng con cũng tìm thấy những niềm vui chân thật nhất, dẫu vẫn còn đang lặng quặng trong cõi trần gian mộng mị này. Giờ này, mái nước trăng ngàn như đang hội tụ về đây để cảm nhận được cái giây phút linh thiêng nhất của đêm hội hoa đăng hôm nay. Chúng con xin nhất tâm cung thịnh chư tôn thiền đức và kính mời toàn thể quý Phật tử đưa ngọn nến dâng lên ngang trán của mình để thành tâm dâng lời cầu nguyện cho chính mình và cho tha nhân. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Giờ đây, từ giữa chân đấng Từ Phụ Mẹ Hiền Quán Thế Âm, trong ánh nến lung linh soi tận nguồn cơn, chúng con xin đem hết tấm lòng thành kính ngưỡng vọng và cầu nguyện. Nguyện xin Mẹ Hiền Quán Thế Âm từ bi hiện thân cho chúng con có chỗ về nương tựa, cho chúng con thêm chút trí tuệ để biển trần bớt mờ mịt, sóng nghiệp bớt mênh mang. Xin cho chúng con được đằng tuệ sáng soi trên nẻo về nguồn tâm suối ý. Sóng gió chập trùng tai ương khắp chốn, xin cho chúng con được pháp thuyền đưa đến bến an lạc yên vui. Những oán khiên trói buộc, oán cừu thiêu đốt, xin cho chúng con đều được pháp vị cam lồ thánh lương để cõi lòng rộng mở mênh mang. Nhân loại ngày nay văn minh tiến bộ, mà mặt đất này vẫn dậy tiếng kêu gào chửi bàn tay bạo ác của chính con người, mà nơi này chốn nọ sinh linh ngã gục đêm ngày máu đổ thịt rơi, cả đất cho oán khí trời đầy muôn người hụt hẫng, hoặc giữa cơn thuồng nộ của thiên nhiên cho đất bằng chẳng động thâu thân, sống giữ vùi thay con đỏ, kẻ mất chẳng biết về đâu, người còn sống trong đói lành. Nhìn cảnh toan thương, nghĩ người lâm nạn, ai trong nhân loại này mà không động lòng ngập ngùi rơi lệ. Chúng con xin kính lại Ngài Mẹ Hiền Quán Thế Âm, cầu cho kẻ đói được cơm, người đau được thuốc, cho bé thơ có nụ cười và người già không còn nhỏ lệ khóc thương con. Chúng con xin kính lại Phật, lại Mẹ Hiền Quán Thế Âm, mà cầu cho dân tộc chúng con cùng bao dân tộc khác đã và đang bị vùi dập trong tai ương hoạn nạn, bị kẹp hãm trong trùng vai của bạo lực áp bức của lịch sử oan nghiệt, sớm được sống trong tự do an lành hạnh phúc, cho nơi nơi thoát khỏi mọi tai trời ách nước họa người, cho thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Chúng con lại kính lại Mẹ Hiền Quán Thế Âm, con cầu nguyện cho Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, thế giới hòa bình chúng sinh an lạc. Cầu nguyện cho thiền môn được nghiêm tịnh, tử chúng được an hòa, hiện tiền đạo tràng đệ tử chúng con được tăng phước tăng thọ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, xuân đa các cảnh, hạ bảo bình an, thu tổng tam tai, đông nghinh bạch phước, tử thời được lợi lạc, bát tiết luân phong nhiêu, gia đạo đoàn viên an khang, đệ tử chúng con kinh doanh sự nghiệp tận tài tận lộc, bồ đề tâm tăng trưởng và kiên cố. Thập phương chư gia bạch tánh đàn na thí chủ, công phu công quả tăng ích phước điền, kẻ còn người mất đều được thập phần lợi lạc. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thân Cứu Khổ Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Quán Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lực.
lị kiếp tu. Thiên sư hữu cầu thiên sư, khổ hải thường tác độ nhân châu. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Ba la tăng yên đề
chủ Nam mô Tam Phạn Na Bồ Đà Nam Ma Ba Ra Đề A Đa Sa Ta Nam Nam Đa Địa Tai An Kê 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 Hồng Hồng Nhâm Ba Ra Ba Ra Na Nhâm Ba Ra Ra Nhâm Ba Ra Đề Thân Sa Đề Thân Sa Thân Đề Đề Thân Đề Đề Ta Văn Ta Ta Văn Ta Biết Đề Ca Ta Đề Ye Ta Ba Nam mô Tam Phạn Na Bồ Đà Nam Ma Ba Ra Đề A Đa Sa Ta Nam Nam Đề Tha
nói theo công hạnh của chư Phật Bồ Tát. Chúng con nguyện sống đời sống hàng ngày sao cho xứng đáng với gia tài quý báu của chư Phật chư Tôn đã trao truyền, xứng đáng với truyền thống đạo đức của tổ tiên nói giống ông bà, xứng đáng với ân đức sâu dày của cha mẹ thầy bạn và của cả muôn loài chúng sanh. Chúng con nguyện đem con mắt trí tuệ để nhìn vào cuộc đời, đem trái tim từ bi để yêu thương tất cả, và đem bàn tay hùng lực để xây đạo dựng đời, nuôi dưỡng cho thế hệ con cháu của chúng con được nên người tốt đẹp. Phụ nguyện âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình để thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đại thượng công đức nhân thế cả tự tâm trú dành tự thân niệm phóng trú nguyện như thế giới thượng còn vô biên vật triệu quần sanh sa thực hiện theo trở về chúng con quy bên từ đế học nhân độ tinh thế được đề định cùng về tự thân bồ đề diệu hóa biệt căn nghiêm trì trụ dự thượng là tiên a tu la diệu sa đẳng la tinh pháp nhân chí tâm a cùng hộ tâm trì vâng đến quân thân sau tội nguyện theo trở bên thế chúng bộ quê bên tây thì hào dương đồ in thế từ địa điện cũng như thân bộ đề dương hóa biệt năng nghiêm từ dự thượng tán tiếng a tu la dương sa đăng la thế ba dương di tâm a ủng hộ hoàng ba dương rương tồn các áp cận thân thế tôn giáo chư tịnh độ la di tử hoàn tại địa thượng ngư công tự nhân thế khởi tư tâm trú dạ dư thân đi văn đồ
thân nhập kinh tạng.